Hello everyone, welcome back to our video. My name is Phương, I'm a teacher at Oxford English UK Vietnam. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với series video nói về chủ đề weather, chủ đề thời tiết trong tuần này. Ở video này thì cô sẽ giới thiệu cho các em cách phân biệt hai danh từ rất dễ bị nhầm lẫn khi mình nói về chủ đề thời tiết, đó chính là weather and climate. Khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì hai từ này đều có nghĩa là khí hậu hoặc là thời tiết. Nhưng mà thực sự các em đã hiểu được bản chất của hai từ này khi đặt vào câu chưa? Mình hãy cùng xem nhé. Theo từ điển Cambridge, weather means the conditions in the air above the earth, such as wind, rain, or temperature, especially at a particular time over a particular area. Như vậy thì theo từ điển Cambridge, chúng ta có thể hiểu weather có nghĩa là những biến đổi trong khí hậu trái đất tại một địa điểm nào đó, tại một thời điểm nhất định. Ví dụ như là chúng ta sẽ có 4 mùa trong một năm, xuân, hạ, thu, đông thì nó chính là weather. Hoặc là lúc thì gió, lúc thì mưa, nó cũng chính là weather. Let's look at the example. We are going to have a picnic if the weather is good enough. Vậy còn climate thì sao? Mình hãy cùng xem từ điển Cambridge định nghĩa từ này thế nào nhé. According to Cambridge Dictionary, climate means the general weather conditions usually found in a particular place. Như vậy theo định nghĩa này thì chúng ta có thể thấy weather là một tập con của climate. Đó, tức là weather mình có thể biến đổi rất là nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên với danh từ climate, mình muốn nói về cái khí hậu chung của một đất nước nào đó. Nó có thể bao gồm nhiều kiểu weather khác nhau. Lấy ví dụ ở Việt Nam thì climate ở Việt Nam đó chính là tropical climate, tức là khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới. Nhưng mà trong cái khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới này, mình có thể có rất là nhiều loại weather. Mình có mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, vân vân và vân vân. Và mình cũng có mưa, có gió, có nắng. Đấy, vậy thì cách hiểu nôm na dễ nhớ nhất cho chúng ta đó là chúng ta hãy nhớ rằng weather là một tập con của climate. Weather có thể có những cái biến đổi không ngừng và đôi khi rất là khó đoán. Nhưng climate là một xu hướng chung và nó đã diễn ra trong rất nhiều năm rồi. So, let's see my example. When we retire, we are going to move to a warmer climate. Như vậy là cô đã vừa giới thiệu cho chúng ta cách phân biệt hai danh từ weather và climate khi chúng ta muốn sử dụng trong câu hoặc là trong văn viết. Hy vọng là từ giờ các em sẽ không bị nhầm lẫn giữa hai danh từ này nữa và có thể sử dụng chúng một cách chính xác. Hẹn gặp lại tất cả các em trong video tiếp theo nhé. Bye!